Kinh văn: không phải sinh, không phải trụ, không phải tâm, không phải pháp. Xoay vần phát sinh và sinh lực phát huy, huân tập thành ra nghiệp báo, đồng nghiệp thì cảm với nhau, nhân đó mà cảm ra các nghiệp diệt nhau, sinh nhau, do đó mới có điên đảo về chúng sanh. Giảng giải: không phải sinh là tướng sinh của vô minh, không phải trụ chỉ nghiệp thức, đấy là thức thứ 8. Không phải tâm chỉ về kiến phần, không phải pháp chỉ về tướng phần. Những vô minh, nghiệp thức và kiến phần, tướng phần đều không có căn để, không có thực chất. Sự hiện hữu của chúng chỉ là giả tạo, không phải thực pháp. Do đó nên xoay vần phát sinh. Điều đó như sự liên hệ giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm vậy. Và sinh lực phát huy, huân tập thành ra nghiệp báo. Sự liên tục sinh khởi và triển chuyển làm phát huy sinh lực, càng phát triển càng hiển hiện. Do đó mà mọi hoặc, nghiệp, khổ càng nhiều, càng mạnh mẽ. Đồng nghiệp thì cảm với nhau, do các quan hệ hỗ tương nên cùng diệt nhau. Do đó mới có điên đảo về chúng sanh. Các chúng sinh điên đảo vì vọng tưởng của chính mình. Kinh văn: A Nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? Do có cái sở hữu đó nên từng phần từng đoạn giả dối sinh ra, vì thế mà giới thành lập. Do phi nhân làm nhân, không có năng trụ, sở trụ nên dời đổi không dừng, nhân đó mà thế giới thành lập. Ba đời bốn phương hòa hợp can thiệp nhau, chúng sinh biến hóa thành 12 loại. Giảng giải: A Nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? A Nan, ta sẽ giảng về sự điên đảo của thế giới, ông lắng nghe. Do có cái sở hữu đó, đó chỉ sự vô minh. Cái sở hữu là thân vọng tưởng của chúng sinh, nên từng phần từng đoạn giả dối sinh ra, vô minh và chúng sinh. Phần là chỉ căn thân của chúng sinh, đoạn là chỉ đời người từ sinh đến tử. Nhân vì vô minh bất giác nên chúng sinh cứ mãi trôi lăn theo nghiệp vọng tưởng là có sinh, có tử, có căn thân giả tạo. Vì thế mà giới thành lập, do phi nhân làm nhân, không có năng trụ, sở trụ nên dời đổi không dừng. Vô minh là vô căn, là hư trống, nó không có thực chất. Phi nhân cũng là vô minh, nó không phải là cái nhân thật sự, chỉ vì vọng tưởng nên sinh ra thế giới. Do đó, thế giới cũng là hư trống, không thực. Nó không có cảnh tướng thường trụ, cảnh tướng trụ của nó chỉ là hư vọng, luôn thay đổi không dừng. Nhân đó mà thế giới thành lập, ba đời bốn phương, mọi ảnh hưởng hòa hợp để tạo nên thế giới. Thế giới có ba đời là quá khứ, hiện tại, tương lai. Bốn phương là bốn hướng trong không gian, hòa hợp can thiệp nhau, chúng sinh biến hóa thành 12 loại. Đấy là nhờ vào các động lực khác nhau. 12 loại chúng sinh sẽ giảng giải phần sau. Kinh văn: vậy nên trong thế giới, nhân động nên có tiếng, nhân tiếng nên có sắc, nhân sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị nên biết pháp. Sáu vọng tưởng càng loạn, thành ra nghiệp tánh, 12 đối hiện, do đó mà xoay chuyển mãi mãi. Giảng giải: vậy nên trong thế giới, nhân động nên có tiếng, do có động nên sinh ra âm thanh, tiếng vang. Nhân tiếng nên có sắc, khi có tiếng vang thì liền có sắc. Nhân sắc có hương, sắc tác động làm khởi hương. Nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị nên biết pháp. Sáu vọng tưởng càng loạn thành ra nghiệp tánh. Sáu cảnh ở đây là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
Cả sáu loại vọng tưởng ấy được xem như những tên trộm cắp. Chúng tạo nghiệp rất mạnh và 12 đối hiện, do đó mà xoay chuyển mãi mãi. Đấy là nguyên nhân tự thành 12 loại chúng sinh, do nghiệp chiêu cảm nghiệp quả, lại từ quả báo thọ sinh 12 loại, sống đây, chết đó, luân chuyển trong các nẻo đến không bao giờ dứt. Kinh văn: do đó, trong thế gian, những thanh, hương, vị, xúc biến đổi tột cùng đến 12 lần vần trở lại. Giảng giải: do đó, trong thế gian, những thanh, hương, vị, xúc, đấy là sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, biến đổi tột cùng đến 12 lần xoay trở lại. Sau khi biến đổi, chúng lại tiếp tục biến đổi cùng tận đến 12 cách thì xoay trở lại cách ban đầu. Sáu trần ở đây là duyên tạo nghiệp, nghiệp tánh là nhân của luân hồi. Do nhân duyên hòa hợp sinh ra hư vọng, luân hồi không dứt, do vậy nên thường có chúng sinh.